Rồi, hello anh em nhé, chào mừng anh em trên kênh của mình. Hôm nay thì mình đang review tận cảnh cho các bạn cái motor gạt mưa của Hyundai Chago. Đấy, đây, mã đây các bạn nhé, hàng mẫu cái xịn này. Đấy, 7M00981107M00. Con này thì lắp cho toàn bộ dòng xe Hyundai Chago các bạn nhé. Đấy, Hyundai Chago, anh em nào hỏng gạt mưa, motor gạt mưa Chago thì ủng hộ mình. Đây là toàn bộ chi tiết của nó đây. Đấy, đây các bạn này, đây là giáp này. Nó sẽ bao gồm là 2, 4, 5 giắc kim các bạn nhé, 5 giắc kim. Đấy, mô bít xịn 100% luôn. Hàng này xịn 100% các bạn nhé. Đây, keo chỉ vẫn còn từ nhà máy sản xuất đây các bạn này. Keo đen này, nhôm nhôm ra ngoài này. Cái này là keo nhà máy, không phải keo của nhà mình nhá. Không như anh em cầm mới bảo là mình bóc ra chết dở. Đây là keo xịn của nhà máy nhá. Đó, keo xịn của nhà máy, đây mô bít này. Nó mua lần keo để chống tình trạng nước vào trong. Đây là motor gạt mưa của Hyundai Chago, hàng xịn sò mô bít 100% luôn. Anh em ủng hộ mình nha, em có biết các bạn. Em xin quả cầu đến nước Hàn Quốc này. Rồi, anh em ủng hộ mình nha, theo số điện thoại là 0978 23083 và 0788 23038. Thank you anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở sản phẩm tiếp theo.